Còn tiếp theo, chị Thu Hiền sẽ gửi tới quý vị những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hiền ạ. Không biết ngày hôm nay thì diễn biến mưa tại khu vực miền Trung thì đã như thế nào rồi và mưa đã giảm chưa thưa chị? Dạ vâng ạ, thưa anh, sang hôm nay thì Trung Bộ đã xuất hiện nhiều điểm mưa lớn hơn so với ngày hôm qua và không chỉ còn tập trung ở Quảng Trị hay là Thừa Thiên Huế nữa. Mà vùng mây thì đã mở rộng ra khắp khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Nam và chút mưa xuống. Lượng mưa ghi nhận trong 15 tiếng qua ở nhiều điểm thì đã đều vượt trên 100 mm, thậm chí là tại Hội An của Quảng Nam thì còn vượt lên trên 300 mm. Dự báo từ giờ cho đến thứ bảy của tuần này thì khu vực phía Nam của Nghệ An cho đến Quảng Nam sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ 200 cho đến 400 mm và thậm chí có nơi mưa còn vượt trên 700 mm. Còn khu vực phía Bắc của Nghệ An và Quảng Ngãi sẽ có lượng mưa là từ 50 cho đến 100 mm và có nơi trên 180 mm. Mưa trên nền đất đá đã ngậm no nước thì rất dễ gây ra các hiện tượng như là sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi cũng như là ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra, mưa lớn còn kéo dài thì có thể gây ra một đợt lũ trên các sông ở Trung Bộ từ nay cho đến thứ hai của tuần sau. Dự báo mực nước đỉnh lũ ở sông Cả qua Nghệ An, sông La ở Hà Tĩnh hay các sông từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi sẽ lên mức từ báo động 1 đến trên mức báo động 2. Riêng các sông suối nhỏ có thể lên mức báo động 3. Và để đảm bảo an toàn tính mạng trong những ngày mưa lũ thì bà con hãy lưu ý đó là không đi qua các khu vực cầu cống khi mà nước đang lên cũng như là dòng chảy mạnh. Không được đánh cá vớt củi lội qua sông suối khi mà đang có lũ. Không đi bộ hay là lái xe qua ngầm tràn mà đang có nước dâng cao chảy xiết. Nếu phải đi trong nước thì quý vị hãy mặc áo phao và có thể là dùng một cây gậy để có thể kiểm tra nồng độ nông sâu của đoạn đường phía trước. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố khác trong đêm nay và ngày mai. Hà Nội dự báo nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh lạnh. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất là 23 độ. Sang ngày mai nhiệt độ cao nhất không quá 28 độ. Đà Nẵng do thời tiết mưa nhiều nên không khí luôn dịu mát, nhiệt độ thấp nhất đêm nay là 24 độ. Còn sang ngày mai nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng là 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay có thể có mưa rào bất chợt, trời mát mẻ 26 độ. Sáng đến 3 giờ chiều mai thì nắng sẽ lên, thời tiết khá nóng 33 độ. Chiều tối mai lại có mưa dông để phòng với gió giật và sấm sét đi kèm.